Rồi trong bài này thầy sẽ hướng dẫn các bạn làm cái file script để khi mà mỗi user log on vào hệ thống nó sẽ tự động nó ánh xạ mấy cái ổ đĩa về. Ví dụ như là mình đang log on vào KT1 nè. Thì mình xem thử là có cái ổ đĩa nào không? Ổ đĩa mạng nào không? PC. Đây, hiện nay là mình chỉ có là ổ C và ổ E đây thôi, chứ nó không phải là ổ đĩa mạng. Bây giờ làm sao mà đối với lại kế toán 1 khi mà log on vào hệ thống thì nó sẽ có cái thư mục thứ nhất là public của toàn công ty. Để mà công ty có share tài liệu gì á thì mọi người lên đây mà lấy. Rồi phòng kế toán thì nó có thư mục public của phòng kế toán. Thì những cái tài liệu mà trong phòng kế toán thấy thôi. Đó là ổ đĩa thứ hai. Ổ đĩa thứ ba là ổ đĩa của cá nhân user này. Như vậy thì khi KT1 mà log on vào hệ thống thì nó sẽ có 3 ổ đĩa mạng. Tức là 3 folder. Bây giờ mình sẽ làm việc đó bằng cách là các bạn sẽ vào ở trong cái OU. Đây, mình quay trở ra đi từ đầu. Mình sẽ vào trong cái phần Windows Admin. Admin Tool này các bạn sẽ dùng cái Group Policy. Group Policy Management. Và chúng ta thiết lập cho toàn công ty luôn. Toàn công ty của cái AMC New. Của cái AMC New. Ha, thì mình có thể tạo ra một cái GBO mới. Tại vì cái GBO hôm trước là mình làm việc khác rồi. Bây giờ mình tạo ra cái GBO mới. Thì chỗ này mình để là map dit. Ha, map dit. Mình tạo vậy đi cho nó dễ dễ hiểu. Map dit. Như vậy trong cái OU này mình chỉ có mỗi một việc là tạo cái script để cho mỗi user khi log on vào hệ thống nó sẽ tự động nó tạo ba cái ổ điểm hàng. Rồi các bạn click chuột phải lên cái map dit mà mình mới tạo, click chuột phải lên đây, các bạn chọn edit. Trong cái phần edit này thì nó có hai cái. Một cái là computer policy. Một cái là computer policy. Một cái là user computer policy. Thì các bạn sẽ chọn user policy giúp thầy. User config ở đây. User config policy. Và chúng ta sẽ có cái chỗ là script. Thì trong cái chỗ script này nó đang để là log on, log off. Vậy thì cái khi nào thì chúng ta đặt cái script log on? Ví dụ các bạn sẽ map các cái ổ đĩa. Cái log off là trong trường hợp một số bạn là khi mà tắt máy là không đóng các ứng dụng, không lưu các ứng dụng. Thì các bạn có thể là đặt một cái script là sẽ đóng và lưu tất cả các ứng dụng trước khi shutdown để đảm bảo là file của mình không bị lỗi. Mình có thể là thiết lập những cái script. Bây giờ mình sẽ làm cái script ở trong log on. Double click cái log on này lên. Double click. Ha, mình chọn cái script log on, log off. Và các bạn double click vào cái log on bên tay phải. Trong này nó hỏi là bạn add cái file script vào. Mình chưa có thì mình vẫn cứ add vào. Chỗ này nó yêu cầu mình tìm đến cái browser để đến cái file. Mình vẫn cứ click chuột. Thì đây là thư mục nó sẽ chứa nè. Thư mục user script log on kệ nó.
Bây giờ ngay tại đây mình chưa có cái file nào hết, thì các bạn click chuột phải, các bạn chọn New Test Document, click chuột phải chọn New Test Document. Trong này ha, mình có thể đặt một cái tên bất kỳ, log on map list. Tất nhiên đối với lại cái file này nó đang ở cái định dạng kiểu là file test, nó chưa phải là file chấm bát nha. Rồi mình mở cái này ra, double click cái file này lên. Sorry, chỗ này mình chưa double click các bạn. Click chuột phải, mình chọn edit cái đã, bởi vì mình double click là nó chọn luôn á. Sorry các bạn. Click chuột phải lên đây, chọn edit giúp thầy. Edit. Rồi, trong cái file này chúng ta sẽ sử dụng là net view. Net view. Mình sẽ có ý định là ba cái script, ba cái thư mục, nhưng mà mình sẽ có hai cái thư mục là chung, public của công ty và thư mục user của từng phòng ban. Như vậy ở chỗ này mình chỉ có thể dùng cái dùng chung thôi. Ví dụ như là mình cho ổ x 2 chấm. Ở đây mình sẽ thử lấy cái đường dẫn trước, sau đó mình copy cái đường dẫn đó mình bỏ vô cho nó nhanh. Bây giờ cái đường dẫn nè, các bạn sẽ xịt. Hôm trước là mình, cái máy của mình á, tên là gì? Cái máy của mình tên là gì thì mình xem. Cái máy của các bạn tên là gì thì các bạn lấy cái tên máy á, property, tên máy của mình là DC1. Còn tên máy của các bạn là gì, tên máy của cái domain á là gì thì các bạn lấy cái tên máy đó. Như vậy ở chỗ này mình sẽ dùng cái tên là DC1. Rồi mình lên đây, mình gọi vô xịt DC1 xịt, mình thấy chữ công ty chưa, xịt mình thấy chữ public. Đây là cái thư mục đầu tiên. Thư mục đầu tiên mình sẽ map về. Mình lấy cái đường dẫn ha. Và mình vô cái file mà hồi nãy á. Đây. Như vậy ổ đĩa x mình sẽ map về đây. DC1 công ty public. ODX sẽ map về này. Rồi, cái này là chung của công ty. Chung của công ty thì mình sẽ map ở ngoài này. Bây giờ mình sẽ chọn file set lưu lại với cái tên mới. Và chúng ta nhấn ở phía trước dấu nháy kép và chọn vô đây, dấu nháy kép phía trước, chọn vô đây chấm BAT nháy kép. Mặc dầu dưới này chúng ta chọn cái type của nó là test document, nhưng mà phía trên này mình đặt nó trong hai dấu nháy kép thì nó vẫn lưu theo cái đuôi chấm bát. Đặt trong dấu nháy kép, lưu. Sau khi mình lưu xong thì các bạn có thể đóng cái cửa sổ này lại, đóng cửa sổ biên soạn này lại. Đây, cái log on của mình hồi nãy đâu rồi? Mình sẽ xem có cái cửa sổ mà lúc nãy mình chưa có đóng á. Đây, cửa sổ nè, cửa sổ brown nãy của mình đang mở nè. Thì nó có cái log on map list
Rồi tiếp tục mở log on mapdisk.bat. Ok, apply. Ok, như vậy mình đã có một cái group policy. Bây giờ mình cập nhật nó bằng có là gb update seek for. Đã update xong. Và mình kiểm tra lại đối với kế toán 1. Lúc nãy mình đang log on bằng kế toán 1 nhưng không thấy ổ đĩa X. Bây giờ mình log off ra lại. Sign out. Vô lại với KT1. 1, 2, 3. Lúc nãy thầy có nói với các bạn á, khi mà mình tổ chức thư mục theo cái dạng là mỗi phòng ban một thư mục thì cái việc mà mình làm cái file script nè nó hơi phức tạp. Còn nếu mà các bạn tạo chung á thì nó tiện hơn. This PC. Để current power option. Các bạn test thử coi có thấy được cái ổ đĩa không? Để coi lại thì có thấy được cái máy server không cái đã. NS DC1 pin AMC100.com. Rồi thấy rồi ha. Thấy rồi. Sao nó chưa thấy map disk về đây? Xịt xịt DC1 xịt công ty xịt. À rồi, public này bản thân KT1 nó không thấy nè các bạn, do lúc mà mình share đó, do lúc mình share cái KT1 này nó chưa truy cập vô được. DC1 công ty. Rồi ok, mình phải share lại. Mình làm ok rồi đó, nhưng bản thân nó không có quyền truy cập cho nên là nó không có thấy. Bây giờ mình qua mình kiểm tra phân quyền cái coi. Mình kiểm tra phân quyền tại sao mà nó không thấy. Công ty, click chuột phải, property, share. Mình sẽ kiểm tra cái phân quyền thử. Share cho nguyên cái group công ty. Nguyên cái group công ty là full. Như vậy thì mình sẽ coi lại cái group công ty của mình coi. Group công ty. Ừ đây nè, có IT với có nhân sự thôi, đã thêm kế toán đâu. Do lúc mình phân quyền á. Rồi mình thêm cái KT vào thử coi. Đây group KT. Ok, thêm vào. Rồi mình qua kế toán này coi cái group này đã có member. Chưa có member luôn. Mình thêm KT. Thêm KT1 và KT2 vào.
Ok, như vậy là mình đã thêm cái user kế toán 1, kế toán 2 vào group kế toán và thêm cái group kế toán vào group công ty. Như vậy mình đã phân quyền cho cái này là group công ty được quyền full rồi. Vậy bây giờ mình sẽ qua cái chỗ này, mình kiểm tra lại công ty mình vào được chưa. Công ty lock off. Rồi, đây các bạn thấy là sau khi mình phân quyền xong thì ổ đĩa đã được map về. Tức là kế toán 1 đã truy cập được vô cái thư mục public của công ty. Đó, click chuột phải New Folder thử coi. Chưa phân quyền cho được quyền full. Mới được quyền đọc thôi. Như vậy mình sẽ phân quyền tiếp. Vô trong công ty public, click chuột phải chọn property coi. Bây giờ không có share nữa nha, mình qua cái phần security. Như vậy trong security này, ở đây các bạn nhìn thấy rất rõ, group công ty được quyền read sql, leak content và read. Rõ ràng là cho đâu có cho quyền ghi đâu. Vậy bây giờ mình sẽ làm gì ta? Vào Advanced. Làm gì nữa? Cái quyển công ty mình sẽ change để thay đổi cái quyền cho này. Mình sẽ có cái group công ty. Ok, mình change cái gì? Mình change cái gì? Change, change, cái này không có, chỗ này không có cho mình change. Bây giờ mình sẽ chọn là thay đổi trực tiếp luôn. Bỏ cái kế thừa từ cha. Nhớ không? Rồi, bỏ kế thừa từ cha. Copy lại. Bây giờ cái chỗ này nè, mình edit công ty chỗ này, nếu như mình cho quyền mà full ở đây thì nó bị gì ta, nhớ không? Nếu mà mình set quyền full ở đây nè thì nó có thể làm gì? Nó có thể xóa luôn chính cái thư mục public này, bởi vì nó full mà. Thì mình sẽ vô đây, mình làm gì? Mình set cho nó là không được delete chính cái folder này. Bỏ cái quyền delete này đi, delete subfolder thì được, nhưng mà delete chính cái folder public này thì không được. Chứ không mà IT tạo ra rồi nhân viên người ta vô người ta xóa mất cái thư mục public đi, là phải tạo lại, mất công lắm. Create. Ok. Apply. Ok. Rồi. Mình đã phân quyền cho user được quyền. Mình thử lại đây thử có cập nhật chưa nha. Nếu mà chưa cập nhật thì mình log off lại là được.
đã cập nhật. Và mình có thể new được, có thể delete được. Đó. Như vậy thì chúng ta đã có được cái ổ đĩa đầu tiên. Tiếp theo, bây giờ chúng ta sẽ vô cái audio hồi nãy. Audio hồi nãy chúng ta sẽ vô trong cái kế toán, click chuột phải, create một cái audio tiếp theo, map it cho kế toán. Cái này là riêng cho kế toán thôi. Ok, map it cho kế toán, click chuột phải lên cái group policy này, chọn edit phần policy của user, window, script, log on, làm tương tự như lúc nãy, add, browse. Đây, cái folder này là chỉ dành riêng cho kế toán, cho nên là cái file hồi nãy mình không thấy. Mình lại tạo mới một cái file script khác và chọn edit cái file script này, dùng là net view. View chứ không phải là user nha. View là dùng á. Net view, hồi nãy mình dùng ổ x rồi. Bây giờ mình dùng ổ y hai chấm. Bây giờ mình sẽ dùng cái đường dẫn tương tự như lúc nãy. Xịt xịt DC1 xịt công ty xịt kế toán xịt public. Đây là thư mục thứ hai mình sẽ map về. Thư mục thứ hai, vậy trong này mình sẽ map cái thư mục này về ổ y, và tương tự như vậy mình sẽ là net view ổ z hai chấm, cũng cái này nhưng mà bỏ chữ public đi giúp thầy, thay vào phần trăm username phần trăm username phần trăm, để nó lấy kế toán thì tương ứng KT1 login thì nó lấy KT1, KT2 login thì nó lấy KT2. Được không? Rồi, lưu cái file này lại. Công ty kế toán username. Lưu cái file này lại, save it. Mình sẽ đặt nháy kép map dict kt.bat nháy kép map dict kt. mapdict.kt.bat để cho mình dễ phân biệt giữa các file path với nhau thôi chứ không có gì. Lưu lại, đóng cái cửa sổ này lại. Nó bị nhảy đúng không? Mình cho nó nhỏ cửa sổ này xuống. Đây, nó xuất hiện cho mình cái chỗ browse lúc nãy nè. Mapdict. Các bạn click chuột phải copy cái file này lại đi, để tí nữa mình dùng cho nhân sự, mình dùng cho kinh doanh, mình dùng cho IT. Copy lại. Open. Ok. Apply. Ok. Tương tự như vậy, chúng ta có thể tạo cái audio cho IT. Map Date IT. Click chuột phải, chọn Edit, Policy của User, Window, Script, Log On, Add, Browse. Bây giờ mình click chuột phải, Allow. Hồi nãy mình copy rồi mà ta.
nếu không thì chịu khó ra lại, copy lại. Đó, cái các bạn làm tương tự cho các LU khác. Bây giờ mình sẽ test cho cái kế toán ha, group policy update. Nãy mình mới làm cho kế toán thì mình test kế toán trước. Rồi policy đã update xong. Đây kế toán log off. Một hai ba ở đây chúng ta đã nhìn thấy được ổ x, ổ y, ổ z rõ không? Đây x là public của công ty, y là public của kế toán, mình nhìn thấy rõ ha, cái đường dẫn luôn. Z là KT1 của kế toán. Vậy giả sử mình log on bằng KT2 thì sao? Nãy giờ mình đang thử KT1 không à. Vậy nếu mình log on bằng KT2 thì cái ổ Z này là KT2 hay là KT1? Như vậy mình sẽ test thử đối với lại bàn kế toán 2. Mà hôm trước hôm nay mình chưa có thử với kế toán 2 cho nên là password coi như mình quên rồi. Bây giờ mình vô đây mình reset path cho cái KT2. 123 123 bỏ cái này đi để mà mình log on cho nó nhanh, chứ không là vô nó bắt mình đổi path nữa mất công lắm. Chỗ này chúng ta chọn sign out. Chúng ta sẽ log on vô lại với order user KT2 password 123 log on. Rồi KT2 chưa log on cho nên nó tạo profile lâu hơn KT1 một tí. Rồi mình login bằng KT2. KT2. Ồ, hên quá. KT2 cũng có 3 ổ đĩa và ổ đĩa Z cuối cùng là KT2 trong kế toán. Như vậy là đã đáp ứng được cái yêu cầu của mình.
khi mà chúng ta sử dụng load on script để auto map disk về cho từng user. Được không nào? Đấy, như vậy thì các bạn có thể thực hành lại bằng cách là các bạn tạo tất cả user chung trong một OU, tất cả folder của từng user chung trong một thư mục. Sau đó mình phân quyền thử xem, mình phân quyền theo group và phân quyền theo OU, nhưng mà OU chỉ chứa group thôi, không chứa user bên trong. Thử xem nó sẽ có áp dụng được hay không. Được không nào? Rồi, các bạn sẽ thực hành lại với thầy nha.